Em tên gì đấy? Em tên Già. À, năm nay em bao tuổi rồi? Em 14. 14 à? Ừ, 14 mà. Thế chưa lấy chồng đúng Chưa. không? Ừ. Thế có lấy người Kinh bọn anh ở dưới kia không? Có. Có, xinh thế này. Quý vị và các bạn thân mến, đây, hiện tại mình đang ở cái cột mốc 476. Ở bên mình đang đứng là bên của Việt Nam mình nhá. Ở bên kia là phía của nước bạn Trung Quốc. Nước bạn làm cái hàng rào rất là kiên cố nha các bạn. Việt Nam cột mốc 476 được xây dựng năm 2001. Đây là cột mốc chủ quyền của Việt Nam mình nhé. Đấy, camera mình nghe thấy tiếng của Trung Quốc đấy các bạn. Cái hàng rào rất là kiên cố nhé các bạn. Thôi mình quay ra thôi. Không, thấy camera nó cứ lói. Đã, tí lại có người ra rồi. Rất là khủng khiếp các bạn ạ. Cái tường rào kiên cố lắm. Thế này gần như không thể trèo được qua đâu các bạn. Cuốn không biết bao nhiêu hàng lớp thép mình vừa ấy được ở cột mốc 128 nhé quý vị. À, bây giờ mình chỗ này là cột mốc 465 quý vị ạ. À, mình sẽ đưa quý vị lên một chút nhé. Bên này mình đứng ở bên Việt Nam, bên phía bên kia là nước bạn Trung Quốc nhé. À, các bạn bên Trung Quốc họ làm cái hàng rào kiên cố không các bạn? Mấy lớp liền các bạn ạ. Đây là cột mốc 465 nhé các bạn. Này các bạn thấy không? Ở trên kia này. Thế này thì gần như không thể trèo được đâu các bạn nhé. Cái đường nhé các bạn. À, dọc cái tường rào mình zoom lên cho các bạn xem này. Cái tường rào khủng khiếp không? Từ cột mốc 128 vừa từ cột mốc vừa nãy mình đưa quý vị lên đến đây cũng tầm khoảng 6-7 cây số đấy các bạn ạ. Cái khu vực này là mình đứng là thuộc cái xã Xín Cái của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhé quý vị và các bạn. Giờ mình sẽ di chuyển lên cái cột mốc như 466 thì phải quý vị ạ. Đây, quý vị và các bạn cùng mình di chuyển lên nhé. Nên mình sẽ zoom to lên cho quý vị và các bạn cùng nhìn cái bức hàng rào nhé. Nhìn đến đây là cái cột mốc 466 thì phải quý vị ạ. Quá như là kiên cố các bạn ạ. À, bên Việt Nam mình là cũng dọc cái những cái đường hàng rào này là Việt Nam mình cũng có đường nhá để ngăn cách nhá. Rất là tốt các bạn ạ. Đây, quý vị và các bạn thấy không? Hai lớp hàng rào luôn nha các bạn. Hai lớp. Mình lại tiếp tục di chuyển lên trên xem cái cột mốc gì nữa nhé quý vị và các bạn. Đi đường vành đai này mình thấy có một số bạn nhỏ đi chăn bò nha quý vị và các bạn. Có ăn kẹo mút không? Ra đây chú cho này. Ừ, ra đây. Bé một bé nữa đâu nhỉ? Ừ. Ở ra đây. Ra đây chú cho kẹo mút ngậm cho đỡ buồn. Hai cháu xin nhé. Đây của con hai cái. Cho anh này hai cái. Đấy nhá. Trong này còn dân ở không? Hả? Dân ở bên kia. À,
Rồi, đây gặp hai bé chân bò. Mình lại tiếp tục di chuyển để xem những cái chỗ bức tường rào biên giới của giữa Việt Nam và Trung Quốc nha quý vị và các bạn. Phía dưới này mình kia là cái trạm kiểm soát cửa khẩu Sampun nha quý vị nhé, mà của Việt Nam mình. Đây, cái hàng rào biên giới này trước mặt chúng ta đây cũng hai lớp luôn quý vị và các bạn nhé. Thôi mình chắc cũng phải quay lại thôi, đi tìm điểm khác để mình quay thôi, chứ sợ xuống dưới này các anh biên phòng không cho quay phim á. Chào tụi em nhá. Em làm gì ở đây đấy? Em à, nhà em ở đây à? Ngồi đây chơi thôi hay làm gì? Ngồi đây chơi rồi. À. Yeah, phía xa xa chúng ta bên dưới này là cái cửa khẩu Sampun. Còn phía bên kia là nước bạn Trung Quốc kìa quý vị nhé. Để mình zoom to lên cho các bạn. Cô bé kia đi đâu mà mặc xinh thế? Nắng thế này mà cho nó bêu nắng, cho ra chỗ dâm kia đứng kìa. Em nhà ở đâu? Em gái xinh này. Hả? Em nhà xinh đi chơi. À, lên đi chơi hay là đi đâu? Chơi thôi. À, hiểu, mặc quần áo xinh thế. Bộ quần áo này của em có đắt không? Không. Như thế này chắc chả đắt lắm à? Cho nó vào trụ dâm như ai bé đẩy lắng đấy, nó đứng đấy. Cô bé rất xinh nha các bạn. Đây là đồng phục của dân tộc Mông à? Vâng ạ. Ê, rồi. Em tên gì đấy? Em Tê Già. À, năm nay em bao tuổi rồi? Em 14. 14 à? Ừ, 14 mà. Thế chưa lấy chồng đúng không? Chưa. Ừ. Thế có lấy người Kinh bọn anh ở dưới kia không? Có. Có, xinh thế này. Cho anh xin một tấm ảnh được không? Ừ, nhá. Được. Ở đây có một cái cột mốc của Việt Nam mình đây các bạn. Mình đi ra một chút xem nhé. Đây là cột mốc 460 quý vị ạ. À đâu, 450 nhé quý vị. Mốc 450 của Việt Nam mình. Cái hàng rào biên giới của nước bạn sợ chưa? Ở trên kia mình thấy có một hàng chữ mình không biết tiếng, để mình zoom lên bạn nào biết thì không biết là có nhìn rõ không. Nắng lắm các bạn ạ. Đấy. Hàng chữ Trung Quốc nhá. Đấy, nòa nó kêu như chim kêu ấy, quý vị ạ. Mình cứ đứng gần nó. Vừa nãy ở cột mốc đầu tiên ấy, mình cũng đến loa nó kêu. Những cái camera này nó phát hiện người á, loa nó kêu. Kiểu như dạng để đuổi đấy các bạn. À, thôi, mình cũng xin tạm dừng cái video của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đây là cột mốc 450 quý vị ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của Khám Phá Vùng Cao nhé.